Chương 3657. Tần thế giới. Đao Tôn thu liễm khí tức, từ hư vô thế giới bỏ chạy mà đi. Lão gia hỏa này lại không có khí độ, nói đi liền đi, làm sao có thể đem đao đạo tu luyện tới tình trạng này. Trương Nhược Trần thầm nói, chân lý điện chủ nói, hừ, cái này vừa vặn nói rõ, đao của hắn đã thu phóng tự nhiên, khoảng cách chạm tới bất diệt vô lượng chỉ kém một bước. Trương Nhược Trần thu hồi địa đỉnh. Phụng tiên giáo chủ vẫn như cũ còn bị chấn áp ở bên trong. Long chủ ánh mắt hướng về trong tay chân lý điện chủ đoàn hồn quang kia. Hỏi, điện chủ có thu hoạch gì sao? Chân lý điện chủ đương nhiên minh bạch hắn chỉ. Lắc đầu, nói, ta thu thập những này tàn hồn. Đều là bị hồn mẫu vứt bỏ. Lục soát không ra cái gì tin tức trọng yếu. Thật muốn thông qua hồn mẫu. Tìm kiếm minh tổ tị thế chi địa. Sợ là còn phải nhìn thạch cơ nương nương bên kia. Những huyết dịch này, ngược lại là rất đáng để phân tích nghiên cứu. Lòng chủ tới huyết hồ bên trong góp nhặt một đoàn, nâng ở trong lòng bàn tay, tinh tế cảm giác dò xét, nói, những huyết dịch này hoàn toàn chính xác rất quỷ dị, nhưng nội uẩn lực lượng, sợ là so ra kém thủy tổ huyết dịch đi, có thể hay không chúng ta đoán sai, loạn cổ ma thần cùng hồn mẫu có thể sống đến thời đại này, lần lượt thức tỉnh. Cùng loại huyết dịch này không có liên quan, chân lý điện chủ lắc đầu, nói ta vừa vặn có suy nghĩ ngược lại. Các ngươi cần biết, nơi này huyết dịch hẳn là từ Minh cổ bảo lưu lại đến nay, liền xem như thủy tổ huyết dịch, kinh lịch nhiều năm như vậy, còn có thể bảo tồn bao nhiêu lực lượng. Nơi này huyết dịch tuyệt đối là Minh tổ lưu lại. Duy nhất khó mà xác định chính là là Minh tổ hóa minh trước đó huyết dịch, hay là sau khi hóa minh huyết dịch? Trước kia ta là căn bản không tin, có trường sinh bất tử giả tồn tại. Nhưng bây giờ, không thể không tin. Thời đại này xuất hiện quá nhiều quái sự không cách nào giải thích. Thiên địa quy tắc nhiều lần bị đánh vỡ. Thật là, biết được càng nhiều, sợ hãi trong lòng liền càng nhiều. Loại kia cảm giác nguy cơ, cảm giác bất lực, cảm giác tuyệt vọng, căn bản không dám nói cho những bọn tiểu bối kia. Bọn hắn không chịu nổi dạng này trọng áp. Gặp Long chủ cùng Trương Nhược Trần đang nhìn nàng, nàng nói, hai người các ngươi đều có thể một mình chống lên một mảnh bầu trời liền tu hành trăm vạn năm lão gia hỏa đều có thể chấn áp. Không coi là tiểu bối. Long chủ hỏi, đã như vậy, điện chủ có thể cáo chi? 30 vạn năm trước, chư thiên trinh chiến chi địa là nơi nào? Còn có, bọn hắn là đi chiến dạng gì tồn tại? Liên quan tới việc này, ta biết, cũng không so với các ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Nghĩ nghĩ, chân lý điện chủ cuối cùng vẫn nói. 10 cây nguyên hội trước, bất động minh vương đại tôn rời đi đêm hôm trước bí mật gặp qua lúc ấy mấy vị chư thiên, trong đó bao quát ta sư tôn, đời trước chân lý điện chủ, cùng nghịch thần thiên tôn phụ thân, cũng chính là lúc ấy thánh tộc tộc trưởng. Ta nghĩ, đại tôn hẳn là cáo chi bọn hắn một số bí mật. Sư tôn lúc tuổi già, từng mơ hồ nói cho ta, tiếp theo thời đại chính là vũ trụ thời kỳ náo động nhất. Từng cái văn minh sẽ hủy diệt, hết thảy tội ác nguyên nhân, bắt nguồn tại đầu tam đồ hà, thiên hạ tu sĩ đều biết tam đồ hà không có đầu nguồn bởi vì nó phát nguyên tại trong vũ trụ mỗi một tòa đại thế giới mỗi một khỏa sinh mệnh tinh cầu nhánh sông hơn trăm triệu đầu cho nên lúc ấy ta ngây thơ coi là sư tôn nói tới tội ác ngọn nguồn chính là tự chúng sinh là chúng sinh tả tư dục tham lam gây nên chính mình hủy diệt nhưng ba mươi vạn năm trước trận kia chư thiên chinh chiến để cho ta ý thức được trong vũ trụ hẳn là thật tồn tại một cái nào đó tội ác chi nguyên Bất động minh vương đại tôn là vì đi chinh chiến nàng mà chết. 24 chư thiên cũng là như thế. Hôm nay, gặp được hồn mẫu. Trông thấy nàng hấp thu tam đồ hà lực lượng. Ta liền càng xác định điểm này. Trương Nhược Trần hỏi. Cho nên, điện chủ cho rằng. 30 vạn năm trước. 24 chư thiên đi chinh chiến địa phương. Tại tam đồ hà đầu nguồn. Chân lý điện chủ đáp. Trần tướng như thế nào? Chỉ có thiên tôn mới hiểu. Long chủ nhìn về phía bên trong tinh không? kỳ hai nơi tàn tạ cửa vào tam đồ hà chi khí lạnh lẽo bên ngoài tràn hỏi tam đồ hà thật sự có đầu nguồn sao đến cùng ở nơi nào chân lý điện chủ nói thiên tôn không tiết ra ngoài việc này kỳ thật mới là cách làm chính xác nhất nếu không sẽ chỉ hấp dẫn số lớn tu sĩ tiến đến không biết tự lượng sức mình đi báo thù càng nhiều hơn chính là đi chiều bái cùng thần phục chết bởi lòng hiếu kỳ phía dưới đoán chừng cũng không ít Lòng chủ cùng Trương Nhược Trần không thể không thừa nhận, chân lý điện chủ lời này là chính xác, bởi vì, bọn hắn vừa rồi suy nghĩ qua, một khi biết được 30 vạn năm trước chư thiên trinh chiến địa phương. Rất khó ngăn chặn bản thân không đi dò xét một phen. Coi như đè lại, cũng sẽ trở thành khúc mắc trong lòng. Chân lý điện chủ nghĩ đến cái gì? Nói, đối, bà nhĩ cùng khôi lượng hoàng đối côn luân giới động thủ. Trương Nhược Trần trong lòng lộc bục một tiếng. Bất quá, gặp chân lý điện chủ như thế khí định thần nhàn lo lắng cảm xúc tán đi hỏi bọn hắn hẳn không phải là cường công đi thiên tôn đem bọn hắn đánh lui sao chân lý điện chủ nhẹ gật đầu đáp bọn hắn hẳn là có hai cái mục đích một là thăm dò thiên tôn phải chăng tại côn luân giới thứ hai là kiềm chế lại thiên tôn mục tiêu vẫn là tại hồn giới bên này nếu như ta là bọn hắn giết ngươi tuyệt đối so giết đảo chủ càng cấp thiết ngươi lớn lên quá nhanh Long chủ nói, hiện tại, thiên hạ tu sĩ đều biết, thiên tôn tọa chấn côn luân giới. Khó mà bứt ra, tình không phòng tuyến cùng thiên đình, chẳng phải là muốn trở thành bọn hắn trọng điểm công kích địa phương. Dù cho là chân lý điện chủ vốn bản tính cường ngạnh, cũng không nhịn được thờ dài một tiếng, thiên đình thiên tôn cấp, chỉ có thiên tôn một người, đích thật là không cách nào phân thân, còn tốt, hiện tại địa ngục giới ốc còn không mang nổi mình ốc tinh không phòng tuyến cũng là không cần lo lắng quá mức. Đảo chủ nếu có thể khôi phục lại, thiên đình thế cục, nhất định có thể liền đổi mới. Tiếp theo triển khai phản săn, không đến mức giống bây giờ như vậy bị động. Việc này, giao cho ta đi. Trương Nhược Trần nói, Trần Lý Điện Chủ cùng Long Chủ cùng nhau hướng Trương Nhược Trần nhìn lại. Trương Nhược Trần quyết định, liền lập tức gửi một phong thư cho nộ thiên thần tôn. Đem 72 phẩm liên cùng không phạm ninh sự tình cáo chi chuyện này ngoài hạo thiên là người tốt nhất đi xử lý người có tư cách xử lý chỉ có nộ thiên thần tôn trương nhược trần nhìn qua trước mắt tàn tạ không gian hư vô thế giới ly hận thiên tam đồ hà đều có thể gặp mấy chục tỷ dặm bên ngoài đều có thể trông thấy không gian thật lớn khe hở ở trung tâm càng là phá thành mảnh nhỏ hoàn toàn hóa thành hư vô trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị hắn bay lên ra ngoài lơ lửng tại không gian vết rách trung tâm hai tay triển khai, thiên địa quy tắc hội tụ tới, không gian nhanh chóng chữa trị, dưới chân hắn xuất hiện hỗn độn chi khí đục ngầu, đỉnh đầu thanh huy vạn trưởng, bản nguyên hạt nhỏ từ tinh không bên trong bay đến, như từng đầu phát sáng đại giang đại hà, hướng hắn hội tụ, dần dần, đục ngầu chi khí ngưng hóa thành đại địa, vạn trưởng thanh huy hội tụ thành tầng khí quyền, ầm ầm, đại địa không ngừng mở rộng, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, một tòa thế giới bị trương nhược trần như vậy từ không tới có dần dần ngưng tụ ra đại địa thê lương đất vàng vô biên không có bất kỳ cái gì sinh cơ bầu trời lờ mờ không thấy nhật nguyệt trương nhược trần đứng tại tầng khí quyển bên trong ánh mắt bình tĩnh như nước lấy tay chụp vào tinh không lòng bàn tay thần quang chói mắt thần niệm lan tràn đến ba nghìn ức bên trong bên ngoài dẫn động không gian lực lượng toàn bộ tinh vực không gian đều đang rung động ba nghìn ức trong ngoài một viên vô cùng to lớn hàng tinh bị thần lực của hắn lôi kéo cấp tốc bay tới đợi đến trương nhược trần long chủ trần lý điện chủ lúc rời đi hồn giới chỗ không gian thêm ra một tòa thế giới mới một vòng liệt nhật treo cao trời xanh mây trắng thế giới bên trong có mảng lớn hải dương nhưng còn không có sự sống thai nghén bực này một nhân tạo một giới đại thần thông thần linh gặp phải đều muốn cúng bái hoa trên bầu trời phương đông tân thế giới xuất hiện một vùng tăm tối đám mây. Trong bóng tối, vỡ ra một cái không gian lỗ thủng, bên trong bay ra một cái đỉnh đồng thau, rơi xuống hồn giới mặt đất. Thạch cơ nương nương tay áo bồng bềnh, thân hình tuyệt mỹ như vẽ, đứng tại bên cạnh đỉnh đồng thau, da thịt so tiên ngọc còn muốn trắng hơn. Tú mục nhìn trước mắt liên miên bất tuyệt triền núi xích hoàng trùng điệp. Tại đỉnh triền núi, nhìn thấy một tấm bia đá, hoa, nàng thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước tấm bia đá. Liễm Hy chi mộ, Huyền đỉnh lơ lửng tại cách đất mấy chục trượng địa phương. Tại chỗ miệng đỉnh, từng đạo thần hồn mảnh vỡ bay ra, hóa thành một đoàn hồn quang. Thạch Cơ nương nương hai tay kết ấn, hồn quang dần dần ngưng tụ, hóa thành Liễm Hy bộ dáng. Liễm Hy thần hồn mặc dù vỡ vụn, nhưng thần hồn mảnh vỡ toàn bộ đều bị thu vào Huyền đỉnh. Thạch Cơ nương nương đối Huyền đỉnh có tuyệt đối lực khống chế. Bởi vậy, căn bản không cần chiêu hồn chỉ cần bóc ra những này thần hồn mảnh vỡ, lấy đại thần thông, một lần nữa liền có thể ngưng tụ. Liễm Hy không vui không buồn, hướng thạch cơ nương nương một gối quỳ xuống, nói, đa tạ nương nương tái tạo tri ân, thạch cơ nương nương thanh lãnh như ngọc, một tay để tại sau lưng, tự có một cỗ không có gì sánh kịp uy nghiêm, nói, bản tọa hao phí thần lực cứu ngươi, là có điều kiện, hồn mẫu đem mình bảy hồn ba phách ban cho ngươi, mặc dù không có đoạt xá thành công nhưng cùng ngươi cũng có liên hệ chặt chẽ. Bây giờ, nàng bảy hồn ba phách cùng ngươi tam hồn thất phách, hòa thành một thể, hóa thành một hồn một phách, ta cần mượn ngươi hồn, thôn phệ hồn mẫu chi hồn. Liễm hy đáp, đệ tử tu vi thấp, sợ là khó mà đến giúp nương nương. Thạch cơ nương nương lấy vô tận tự tin, nói, có ta giúp ngươi, ngươi lo lắng cái gì? Ngươi bây giờ chỉ là hồn thể, không có đường có thể lui, chỉ có thể từng bước xâm chiếm hồn mẫu chi hồn cướp đoạt nàng bán tổ thân, đệ tử tất toàn lực ứng phó. Liễm Hy thành khẩn nói, thạch cơ nương nương không thể lưu lại 72 phẩm liên. Hiện tại, muốn sớm tìm tới minh tổ, đem đánh giết, chỉ có thể dựa vào hồn mẫu, chỉ có Liễm Hy trở thành hồn mẫu, mới có thể giúp đến nàng. Nếu để minh tổ tỉnh lại, thiên hạ ai có thể địch, thạch cơ nương nương nói, bây giờ hồn giới, nên tính là địa phương cực kỳ an toàn, chúng ta tiếp xuống, liền lưu tại nơi này đi có thể thành hay không sự tình, liền nhìn tinh thần của người ý chí đủ mạnh hay không. Liễm Hy đứng dậy, nhìn thấy tòa kia bia đá, lập tức, trong ánh mắt toát ra khó mà che giấu vui mừng. Đây là một loại rất cổ quái cảm xúc, rõ ràng kia là nàng mộ a thạch cơ nương nương nói. Người cứ như vậy dễ dàng thỏa mãn sao? Liễm Hy chi mộ, cỡ nào băng lãnh bốn chữ, người như muốn khắc trên bia mộ kia, nhiều thêm hai chữ thê từ. liền phải vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Để cho mình đủ cường đại, cường đại đến Trương Nhược Trần không cách nào coi nhẹ ngươi tình trạng. Oanh, thạch cơ nương nương một chỉ điểm ra, bia đá cùng phía dưới mộ quần áo nổ tung, đều hóa thành bụi đất. Hết chương 3657 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.